Cái chân bữa nay nó nhức quá vậy ta? Con về rồi. Ủa, sao mẹ nằm ở đây? Mẹ nằm nghỉ một chút. Con ăn cơm trước đi nghe. Dạ. Mình ngủ quên lối giờ rồi. Bây giờ đói quá. Còn phải làm đồ ăn cho ba đốm với lại đốm nữa. Ôi da, đau quá. Con với cá thiệt là hư quá đi. Mẹ ơi, con đi chơi nha. Không được. Nhưng con lỡ hẹn các bạn rồi. Hôm nay con sẽ không được đi đâu hết. Con bị phạt. Nhưng là sao? Con có làm gì đâu. Con tự tìm hiểu đi. Gì mà con bị phạt? Con tự tìm hiểu đi. Mình có làm gì đâu, đừng mặt ngầu với mình à. Mình thì sao vậy nè? Vậy chuẩn bị đi học đi con. Ồ, hay là mình đang đổi vai với mẹ. Được rồi, để coi. Mình nè, ba đi làm nè. Ôi da, đau quá. Ai đã giết lung tung vậy trời? Là của mình. Chắc mẹ của mình té như vậy nè. Đau quá đi. Không thể nói được lúc này vậy. Làm sao để nói đây? Tức quá mà. Làm mẹ mày như vậy thì sao mà chịu được. Ủa, nói được rồi nè. Mình nói được rồi. Chân cũng không đau nữa rồi. Cơ thể điều khiển được rồi. Mình chết sai mẹ rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Hiểu rồi hả? Dạ. Vì con mà mẹ khổ hơn, cực hơn. Con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Mẹ không có giận con đâu. Nhưng mà con phải hiểu và giúp mẹ nha. Dạ. Vậy tối nay con nấu ăn ha. Hả? Sao con nấu được? Mẹ giỡn thôi. Phụ mẹ nha. Chứ chân mẹ đau đi nhiều không có được. Dạ.